được mấy vòng rồi. Đào Duy Anh, xích thủ 2K5. Một tháng ra được một lần. Nhưng đô cũng bay. Đây sân sân vận động rất nhiều xích thủ nhí. Đừng quẩy cát ở mắt bé, không quẩy cát ở mắt. Có tay cao lên thì nó có cao lên. Rất hay. Rồi, cao ngay tay lên. Cái nắm chặt tay vào. Rồi. Rồi, very good. Lâu lâu không ra mà bay kinh phết anh nhỉ.